Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 325 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ Khánh Duy bằng cách để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ trong tổ đình phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa. Hôm nay là ngày con thứ 7 của chấp quang của thừa tướng chọn đồ đoán tương lai. Những năm qua trong nhà thừa tướng dần dần náo nhiệt lên, đầu tiên là Thạch Nương Nương hạ sinh, sinh ra con thứ 2 Không Động. Sau đó thừa tướng đón dâu Thiên Toa Thị cùng với Y Nương Nương hạ sinh con trai thứ 3 là Lư Hạp. Lại qua mấy năm nữa, thừa tướng và Không Nương Nương hạ sinh con thứ 4 Cú Cương. Quân Nương Nương hạ sinh nữ nhi đầu tiên Băng Xuyên là một hoa tư thần tộc. Thần hậu Nương Nương vô cùng hài lòng, đích thân tới chúc phúc cho Băng Xuyên, đồng thời cũng đón Băng Xuyên đi, dự định đích thân bồi dưỡng. Lại không qua bao lâu, thánh nữ Yêu Tinh Nhi của Thiên Yêu Thị đưa tin tới, nó đã sinh hạ một tiểu hài tử. Mời thừa tướng đặt tên khiến cho trong hậu cung một mảnh phẫn nộ, nhao nhao chất vấn tại sao vẫn chưa vào nhà, hài tử là từ đâu mà có. Thừa tướng hết đường chối cãi, toàn thân chật vật, vội vàng trấn an cơn giận hậu cung, lặng lẽ đặt tên cho con trai của thánh nữ Yêu Thiên Thị là Câu Trần. Sau đấy chuẩn bị sinh lễ rước Tinh Nương Nương nhập cung. Một năm trước, Kim Nương Nương đã hạ sinh Trác Quang, thừa tướng tổ chức đại hỷ yến, văn võ chư tướng đều tới chúc mừng. Hiện tại đã tới ngày Trác Quang chọn đồ đoán tương lai, trên dưới phi thường náo nhiệt, chỉ có Huyên Nương Nương là có chút không mấy vui vẻ. Những năm qua các vị nương nương đều lần lượt hạ sinh nhi nữ, duy chỉ có nàng là thủy chung khó có thể mang thai, đại khái là nguyên nhân huyết mạch. Vợ chồng không phải là đồng tộc, huyết mạch càng cao sẽ càng khó có thể hoài thai được. Trung Nhạc là Phục Khi Thị, hoàng tộc thượng cổ. Âm Phiền Huyên là Âm Khang Thị, đương kim đế tộc. Huyết mạch của bản thân hai vợ chồng đều rất cao. Cộng thêm chân thân của Trung Nhạc đã là thân thể tiên thiên, chỉ có một thành phàm huyết là chưa được giải, tương đương với nửa tôn tiên thiên thần, mà Âm Phiền Huyên thì lại là thánh linh thể. Hai người cơ hồ đều là huyết mạch tuyệt đỉnh nhất, cường độ huyết mạch cả hai cơ hồ không phân cao thấp. Mặc dù Âm Phiền Huyên hơi có chút không bằng, thế nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, bởi vậy lại càng khó có thể hoài thai được. Hòa Từ Thị chúng ta rất dễ dàng có thể hoài thai với Phục Khi Thị. Trong đại điện, tân khách lui tới náo nhiệt, rất nhiều thần tướng ma tướng đều đang đợi thái tử Trác Quang chọn đồ đoán tương lai, nhìn một chút xem tiểu hài tử này sẽ bắt được thứ gì. Chỉ thấy tiểu hài tử này bò tới bò lui trong núi lễ vật, đối với bất cứ đồ vật gì cũng đều rất tò mò. Trung Nhạc cũng ném tiên thiên thần đao của chính mình vào trong núi lễ vật kia, hắn mỉm cười nói: "Nhìn một chút xem, tiểu gia hỏa có thể kế thừa y bát của ta hay không đấy." Những thần tướng khác cũng nhao nhao dâng tặng lễ vật để Trác Quang đi bắt. Hoa Thiến Mân từ phía sau tiến tới, cười hì hì, không tim không phổi nói: "Huyết mạch của Hoa Tư Thị và Phục Khi Thị rất là gần nhau, hơn nữa thường xuyên đều là Hoa Tư chúng ta chế trụ Phục Khi, sinh hài tử tỷ lệ rất lớn là nữ hài, tỷ lệ rất lớn là Hoa Tư. Ngươi nhìn xem, quân sư muội cũng rất không chịu thua kém, đã sinh ra một Hoa Tư rồi kìa." Âm Phiền Huyên tức giận vừa hận nói: "Ngươi nói bớt mấy câu đi. À đúng rồi, ngươi khi nào thì nhập cung vậy?" Hoa Tiến Mân nâng cằm nghĩ ngợi một hồi rồi lắc lắc đầu nói: "Ta cũng chưa biết được, hiện tại ta vẫn chưa phải là nữ hoa, chưa trở thành tộc trưởng, đoán chừng phải chờ tới sau khi ta trở thành nữ hoa mới có thể cưới hỏi đàng hoàng được." Mặt mày của Âm Phiền Huyên nhất thời rạng rỡ nói: "Tới lúc đó người không sinh hạ được nhi tử, để xem người khóc như thế nào đây." Hoa Tiến Mân cực kỳ nghiêm túc nói: "Hoa Tư Thị và Phục Khi Thị rất dễ dàng sinh con, thật đấy. Thời đại địa ký chúng ta đều là sinh sôi nảy nở, chủng tộc như vậy cả, bảo đảm là có thể sinh ra hài tử được, chỉ là không biết sẽ sinh ra nam hay là nữ đây. Cái này ít nhiều cũng khiến người ta sầu lo rồi." Âm Phiền Huyên nghe vậy thì nổi xung thiên:
không để ý tới người nữa vậy? Thái tử chắc quăng đã bắt được một cái yếm đỏ của nữ hài kia. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, vô số thần ma nhau nhau nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu thái tử đang đặt mông ngồi trên đống lễ vật chồng chất như núi, trong tay gắt gao cầm lấy một cái yếm đỏ đang lúc nhét vào trong miệng của chính mình. Âm Phiền Huyên có chút buồn cười nói, quả nhiên là cha nào con ấy mà. Kim Hà Hề thì nổi giận xung thiên quát lớn, cái tên khốn kiếp nào đã ném cái yếm nữ hài vào vậy, con trai ta mới rất không háo sắc như phụ thân hắn đâu. Sắc mặt của Trung Nhạc đỏ bừng, ho khan hai tiếng. Thiên Cơ Thần Vương vội vàng chui dốc ra phía sau đám người, lặng lẽ nháy mắt với Thiên Huyền Thần Vương. Hai tiểu gia hỏa nhỏ nhỏ này vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Kim nương nương cơ hồ là sắp nổi điên rồi kìa, là ngươi ném cái yếm đó vào hay sao? Thiên Huyền Thần Vương nhỏ giọng hỏi. Không phải ta mà. Thiên Cơ Thần Vương thì kêu oán nói, là Cản Đô lão gia ném vào giá họa cho chúng ta. Sắc mặt của hai tôn thần vương viễn cổ nhất thời đen xuống, trong lòng hậm hực không thôi. Lại nói Trung Hiếu Văn có thêm rất nhiều đệ đệ và muội muội, ngày thường thời điểm Trung Nhạc bận rộn, hắn đều là thay cha chỉ dạy truyền thụ đám tiểu hài tử này phương pháp tu luyện. Từ sau khi hắn nghịch khai bể luân, tốc độ tu luyện thật ra càng lúc càng nhanh. Dù sao bị khốn ở Oản Hồn Cảnh nhiều năm như vậy, tích lũy giai đoạn trước thật sự là hùng hậu, khiến cho hồn phách của hắn cường đại đến dị thường. Hắn thiếu niên hành xử già dặn, căn cơ vô cùng vững chắc, chỉ là tính cách thiếu nhi thiếu đi một chút nhiệt huyết của thiếu niên, không bất thảo giống như đám tiểu gia hỏa không động cú cương như vậy. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cảnh giới thông thần cảnh, Trung Nhạc lại bảo hắn tập trung tu luyện, không nên gấp gáp tiến vào cảnh giới thuần dương. Hắn liền thành thành thật thật lưu lại cảnh giới thông thần cảnh, không ngừng tu luyện bản thân mình. Mà đường huynh của hắn Phong Hoài Ngọc thì đã là một vị thần hầu, tu vi tiến triển có thể nói là thần tốc. Trung Nhạc dốc tâm tư trên người Phong Hoài Ngọc còn nhiều hơn cả Trung Hiếu Văn không ít. Dù sao cũng có tầng quan hệ sâu xa Phong Hiếu Trung này, bởi vậy Trung Nhạc mới dốc lòng đào tạo Phong Hoài Ngọc. Về phần Công Tôn Hiên Viên, hiện tại đã là một vị thần hoàng, cách cảnh giới tạo vật chủ không còn xa nữa. Từ khi Phong Hiếu Trung giúp hắn đúc lại căn cơ, tu vi chính là một đường tăng mạnh. Mấy trăm năm tu luyện này, tu vi thực lực của hắn tiến bộ cực nhanh, khiến cho Hình Thiên nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng lo lắng bất an. Hình Thiên thầm nghĩ, cái tên này thật sự là có thể trong vòng ngàn năm siêu việt thân ta hay sao? Thời gian này hắn vẫn luôn chuyên cần khổ luyện, hăng hái khổ tu, nhưng bất quá cũng chỉ đạt tới cảnh giới đế quân. Lại tiếp tục tu hành nữa, cảnh giới đế quân lại giống như một cái khe rãnh khổng lồ, làm cách nào cũng không thể lấp đầy được. Hình Thiên không thể đột phá cảnh giới đế quân, mà Trung Nhạc vẫn chưa đột phá. Cảnh giới đế quân này cực kỳ hạo hãn, những thứ cần phải tu luyện quá nhiều, mỗi một đầu đại đạo đều cần đánh bóng thật tinh tế, thiên truy bách luyện, mà hàng phục đại đạo thiên địa càng cần tinh thần của bản thân cường đại, không gì sánh được, tu vi vô cùng hùng hậu. Có một số vị đế quân thậm chí còn bị nhốt trong cảnh giới này mấy vạn năm cũng không thể đột phá. Đợi sau khi có được đầy đủ nội tình, thời điểm muốn đột phá lại phát hiện nhục thân đã già, khí huyết khô bại, đã không thể tiến thêm được một bước nữa rồi. Từ đế quân đột phá tới đế cảnh, cần các mặt của bản thân đều đạt tới tình trạng toàn thịnh, trạng thái đỉnh phong. Nếu khí huyết đã khô bại sẽ không thể đột phá được nữa, chẳng những khí huyết mà bất kỳ một phương diện nào khác không đủ khả năng cũng rất không thể đột phá. Mà Trung Nhạc nghịch chuyển tiên thiên, đại đạo từ hậu thiên biến thành tiên thiên, tiến hành đột phá cũng gian nan giống như một tôn tiên thiên thần đột phá tới đế cảnh vậy, thậm chí còn càng khó khăn hơn. Dù sao đại đạo của tiên thiên thần ma chính là nhục thân, cũng là nguyên thần, cũng là linh hồn, chỉ cần tu luyện đại đạo là được, mà hắn vẫn chưa phải là tiên thiên thần ma chân chính. Các mặt cần phải tu luyện mài rũa cũng càng còn nhiều hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể có thân quá khứ đạo thân cần phải chiếu cố, cũng cần hao tốn của hắn một chút tinh lực. Đại chiến chư đế đã trôi qua được hơn 200 năm, Trung Nhạc cũng bất quá chỉ tu luyện tới cảnh giới đế quân trung kỳ, hơn nữa còn là miễn cưỡng đạt tới trung kỳ. Dựa theo hắn tính toán, muốn đột phá cảnh giới đế quân đoán chừng cần thời gian ngàn năm khổ tu thì mới có thể làm được. Trên thực tế, những cường giả cùng thời đại với hắn như Huyền Cơ, như Âm Phiền Huyên, như Hoa Thiến Mân, như Thiên Huyền Tử, như Yêu Tinh Nguyệt, cho dù là kỳ tài ngút trời, đại đa số cũng đều bị nhốt ở cảnh giới đế quân, còn chưa thể tiến vào đế cảnh. Chỉ khi nào trong đám tồn tại bọn họ có kẻ thành công tiến vào đế cảnh mới tính là thời đại của bọn họ đã tới. Mà cho tới hiện giờ, vẫn chưa có người nào có thể bước chân vào đế cảnh. Đương nhiên, cần phải loại bỏ tên biến thái Phong Hữu Trung kia ra khỏi thế hệ này của bọn họ.
hắn là thiên nhân, không ở cùng một cấp bậc với bọn họ. Nếu Trung Nhạc đã trở thành tiên thiên thần chân chính, hoặc vẫn chưa làm được đạo ở bên ngoài, cũng có thể tu thành đế cảnh nhanh như vậy. Bất quá, con đường hắn trở thành tiên thiên thần đã bị ngăn cản, có chút khó có thể đột phá được. Một ngày này, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mở rộng bí cảnh nguyên thần, chỉ thấy một kiện thiên luân đột nhiên bay tới, xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Kiện thiên luân thật lớn, từ từ đình chỉ chuyển động. Tư mệnh từ trên lục đạo thiên luân đi xuống, từ trong mi tâm của hắn đi ra, đi tới trước mặt của hắn. Tộc trưởng, ta đã thành đế rồi. Nàng nhẹ giọng nói, toàn thân Trung Nhạc chấn động, thất thanh kêu lên. Sao, nhanh như vậy ư? Tư mệnh cười khẽ, lên tiếng. Thì là cũng chỉ nhanh hơn ngươi một chút mà thôi. Nếu như mục tiêu của ngươi không lớn như vậy, nó không chừng sẽ có thể đồng thời thành đế với ta được. Chỉ tiếc rằng ngươi dã tâm bừng bừng, nghĩ muốn thành nghịch chứng tiên thiên, đã chỉ hoãn tiến cảnh. Hiện tại đã thành đế, ta chuẩn bị khởi sự từ lục đạo giới, đánh lên thông thiên tinh đạo của vũ trụ của lão rồi. Ta muốn vấn đỉnh bảo vị thiên đế. Ngươi không phải là đối thủ của mục tiên thiên đâu. Trung Nhạc lắc đầu nói. Mục tiên thiên binh hùng tướng mạnh, dưới chân nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực không thua kém gì tổ đình ta. Hơn nữa hiện tại trong thần triều của hắn còn có rất nhiều đại đế thượng cổ ẩn nấp ở trong đấy. Đám đại đế thượng cổ kia có kiểu án với Phục Hy thần tộc ta, là hắn bởi vì đối phó với ta mà đặc biệt chuẩn bị. Nếu ngươi khởi sự, ngược lại sẽ cấp cho hắn cái cớ để sư quân xâm hạ vũ trụ của lão này, nhân cơ hội phá hủy thần thành thứ 9, binh lâm tổ đình. Tư mệnh mỉm cười nói. Đây chẳng phải là như ngươi mong muốn hay sao? Trung Nhạc khẽ lắc đầu lên tiếng. Ta không hy vọng ngươi hành sự mạo hiểm. Trận chiến tranh này không thể do ngươi mở ra. Ta đúng là đang chờ đợi tình thế hỗn loạn, tà đế sắp sửa phục sinh. Nếu hắn phục sinh, vũ trụ của lão sẽ quay trở lại cách cục tà đạo tách ra thần đạo và ma đạo. Mục tiên thiên tất nhiên sẽ ngồi không yên, tất nhiên sẽ nhân cơ hội trước khi tà đế phục sinh binh lâm vũ trụ của lão, từ đó mở ra chiến tranh, dẫn tới thiên tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế cũng nhúng tay vào tham dự. Đây sẽ là một trận loạn cục, chỉ có như vậy ta mới có thể đạt được lợi ích trong loạn thế thôi. Mà nếu là ngươi mở ra chiến tranh, vậy với thân phận phục khi của ngươi, tất nhiên bản thân sẽ khó bảo toàn, ngay cả ta cũng rất khó bảo vệ được ngươi. Tư mệnh cười khanh khách nói. Ngươi à, thay vì ngồi đợi tình thế hỗn loạn, không bằng chủ động hỗn loạn tình thế đi. Trận chiến tranh này ta sẽ mở ra, ta cũng không cần ngươi bảo vệ ta đâu. Trung Nhạc cả giận lên tiếng. Ta mới là tộc trưởng, ngươi nhất định phải nghe ta phân phó kìa. Tư mệnh cười khanh khách. Phục Hy thần tộc chỉ còn lại có ngươi và ta, ta không chấp nhận ngươi vị tộc trưởng này, ngươi không ra lệnh cho ta được đâu. Trung Nhạc cười hăng hắc nói. Hiện tại đám hài tử kia của ta đều là Phục Hy, ngươi xem bọn họ có nhận thức ta là tộc trưởng hay không đấy. Trong cơ thể bọn họ ẩn chứa huyết mạch dị tộc, ta không chấp nhận bọn họ là Phục Hy. Bọn họ có thể tự lập chủng tộc khác được, tuyệt không phải là Phục Hy thị ta. Tư mệnh cười nhạt nói. Bất quá, ngươi và ta ngược lại có thể sinh ra Phục Hy thuần huyết. Ta nhận thức con cái chúng ta là Phục Hy kìa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Tư mệnh ôn nhu nói. Trận chiến tranh này ngay cả ta cũng chưa biết sống chết như thế nào, cho nên ta muốn trước thời hạn lưu lại con cháu cho chủng tộc của chúng ta. Tương lai cho dù ta có thua rồi, người cũng thua rồi, chúng ta vẫn còn lưu lại hạt giống cho chủng tộc chúng ta được. Lần này ta tới tìm ngươi chính là vì việc này. Trung Nhạc nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Tân hỏa lập tức từ trong tức hải của hắn nhảy ra, hôn hô cả hai tay hai chân, vui mừng khôn xiết nói. Việc này ta tán thành, tán thành. Ồ, truyền thừa chi hỏa cũng đã tán thành rồi, ngươi thì sao đấy? Ánh mắt của Tư mệnh sáng ngời, nhìn chằm chằm trên người Trung Nhạc, khẽ cắn nhẹ môi dưới, lên tiếng hỏi. Trung Nhạc thoáng có chút chần chừ, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Chúng ta tới chỗ của ngươi ở hay là tới chỗ của ta đấy? Tư mệnh nhấp nháy mắt hỏi. Trung Nhạc thoáng chần chừ. Hay là tới chỗ của ngươi đi. Tư mệnh cười lạnh một tiếng nói. Nhìn khuôn mặt sợ bà vợ của ngươi kìa, ngươi và ta đều là Phục Hy, giao phối chính là chính thống. Ngươi vẫn còn loại tâm tính lén lén lút lút như vậy, lo lắng vợ lớn vợ nhỏ nhà ngươi biết được hay sao? Sắc mặt Trung Nhạc đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói. Nói sao cũng không thể quảng bá rộng rãi trước mặt mọi người được. Tư mệnh trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện này, cũng có chút lo lắng. Cũng được, vậy tới chỗ của ta đi. Nàng thôi động lục đạo thiên luân mang theo Trung Nhạc cùng nhau rời khỏi, trở lại lục đạo giới. Tân hỏa hưng phấn nói.
Một đôi phục khí giao phối, thời kỳ bình thường ngược lại cũng không tính là cái gì cả. Nhưng các ngươi là một đôi phục khí cuối cùng, vừa là vợ chồng cũng là huynh muội, nhất định phải cử hành một trận nghi thức long trọng. Thời điểm giao phối phải tuân theo nghi thức cổ xưa kìa. Trung Dương Thị khốn kiếp mà, sao ngươi lại phong ấn ta rồi? Mau, mau thả ta ra, ta muốn hướng dẫn các ngươi nghi thức giao phối kìa. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng. Cái tên này nhất định sẽ mượn cớ rình coi, vẫn là phong ấn hắn lại thì tốt hơn. Hai phục khi giao phối với nhau vốn dĩ rất có cảm giác nghi thức. Đuôi rắn phục khi giao du trong tinh không bỗng nhiên tới lui. Hai cái đuôi rắn quấn lấy nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mà thân trên thì lượn lờ ba động lẫn nhau. Tựa hồ có một loại âm luật kỳ dị ẩn chứa ở trong đấy, vừa kỳ dị lại vừa kiều diễm. Chuyện này không tiện nói nhiều. Trung Nhạc quay trở lại tổ đình cũng không lâu lắm đã chuyển tới tin tức Tư Mệnh và Trung Nhạc khởi sự tại lục đạo giới. Thân quá khứ cổ nhạc của Trung Nhạc đích thân xuất lĩnh một chi đại quân, dùng danh nghĩa Trung Nhạc liên thủ với Tư Mệnh, hai vị loạn đảng phục khi thị tụ tập 3.000 giới đế, 1.800.000 giới chủ, vô số đại quân thần ma của 3.000 lục đạo giới, một đường đánh hạ 8 tòa thần thành trong thôn thiên tinh đạo, rất nhanh đã công phá thần thành thứ 9. Phù Lê và Huyền Kỳ Nhị Đế lui mà không chiến, chủ động rút quân ra khỏi thần thành thứ 9 để cho đại quân loạn đảng binh hạ tử vi. Lùng Chất Nữ Đế không địch lại lục đạo thiên luân, bỏ quan mà chạy. Phục Tướng Quan thất thủ, Triều Giã Thiên Đình liền kinh hãi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Tư Mệnh và Trung Dân Thị thật là phúc tình của chấm mà. Lúc này Mục Tiên Thiên nghe tin không khỏi đại hỉ, mỉm cười nói: lần này tặc nhân phản cốt đã không còn lời gì để mà nói nữa rồi. Chấm có thể danh chính ngôn thuận tiến quân vũ trụ cổ lão, săn bằng loạn đảng. Mau truyền ý chỉ của chấm, lập tức khởi binh, chấm sẽ ngự giá thân chinh. Đại quân Thiên Đình cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, Tứ Ngự Đế thống lĩnh ức vạn thần ma chinh phạt Phục Tướng Quan, mà Mục Tiên Thiên thì xuất lĩnh 36 quân bộ Thiên Đình, vô số thần binh thần tướng, khí thế hung hăng tiến quân tới Phục Tướng Quan. Đây chỉ là binh lực mặt ngoài, trên thực tế trong đại quân Thiên Đình còn ẩn chứa rất nhiều tồn tại càng cường đại hơn nữa. Có không ít tồn tại trong đại đế thượng cổ ẩn nấp trong Thiên Đình, nhờ sự che chở bảo hộ của Mục Tiên Thiên, lần này cũng theo đại quân của Mục Tiên Thiên mà xuất chinh. Mà Trường Sinh Đế trong Tứ Ngự Đế cũng là một trong chư đế thượng cổ, còn có đám 6-70 vị đại đế thượng cổ, bọn Bách Thảo Tiên Sinh, Vũ Diệp Đế và Tân Linh Đế, vân vân. Bọn họ năm xưa đều là tồn tại đã xuất lực trong cuộc chiến thời đại địa kỷ, bị tiêu diệt và phục khi diệt tộc, bị Mục Tiên Thiên chiêu mộ vào dưới trướng. Mặc dù cường giả dưới trướng Tư Mệnh và cổ nhạc như mây, thần binh thần tướng rất nhiều, không hề thua kém Thiên Đình, thế nhưng dù sao cũng không có bao nhiêu tồn tại đế cấp tọa chấn. Hai bên vừa giao chiến một trận đã lập tức không địch lại, các thành quan dọc đường lần lượt thất thủ. Đám đại đế thượng cổ bọn Bách Thảo Tiên Sinh, Vũ Diệp Đế ẩn giấu trong đại quân, xuất thủ long lệ, đánh chết tướng lĩnh quân địch, quả thật chính là vẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. Tư Mệnh thôi động lục đạo thiên luân săn giết đại đế thượng cổ, trước sau đã có 4 vị đại đế thượng cổ bị ám sát, chỉ có Bách Thảo Tiên Sinh là tránh thoát được sự nghiền ép của lục đạo thiên luân. Tư Mệnh thiện nghệ trong đạo ám sát, biết rõ chư đế đã có phòng bị, ngược lại đi ám sát những tướng lĩnh các quân, liên tục chém chết hơn 10 vị đế quân. Trên dưới đại quân Thiên Đình thấp thỏm lo âu, chiến cuộc cũng trở nên giằng co. Muốn khắc chế lục đạo thiên luân cần thất đạo luân hồi mới có thể khắc chế được lục đạo. Mục Tiên Thiên triệu tập chư đế nghiên cứu đại trận thất đạo luân hồi, hoàn thiện trận pháp, bổ khuyết sơ hở trận pháp do Trung Nhạc lưu lại, hạ lệnh các quân bảo trì đại trận thất đạo luân hồi, đẩy mạnh tiến tới. Tướng lĩnh các quân thì ẩn nấp trong đại trận thất đạo luân hồi. Tư Mệnh thôi động lục đạo thiên luân muốn ám sát tướng lĩnh quân địch, lại phát hiện đại trận thất đạo luân hồi đã được hình thành, thời không luân hồi phong bế, lục đạo thiên luân không thể cắt vào, chỉ đành hạ lệnh đại quân triệt thoái về phía sau, từ bỏ Phục Tướng Quan trú đóng ở thần thành thứ 9. Mà ở bên kia, cổ nhạc lại xuất lĩnh đại quân một đường sát nhập tinh vực tử vi, thâm nhập cảnh nội tử vi, một đường tiến mà không đánh, tránh né bao vây tiêu trừ. Tặc nhân phản cốt, đây là muốn quấn lấy chẫm hay sao? Thật là buồn cười, chỉ bằng vào thân quá khứ đã muốn khiến cho chấm dừng bước lại, không phải có chút quá xem thường chấm rồi. Mục Tiên Thiên lệnh cho Lung Chất Nữ Đế xuất binh đi tới bao vây tiêu trừ cổ nhạc, chính mình thì xuất lãnh đại quân binh hạ Phục Tướng Quan, gia cố mở rộng trận đài truyền tống, chuẩn bị từ Phục Tướng Quan tiến công thần thành thứ 9. Giữa Phục Tướng Quan và thần thành thứ 9 chỉ có trận đài truyền tống mới có thể thông hành, cực kỳ là hung hiểm, có thể nói là dễ thủ khó công. Tư Mệnh cũng là có được lục đạo thiên luân mới có thể bức lui Lung Chất Nữ Đế, đánh bại Phục Tướng Quan.
Mục Tiên Thiên mệnh lệnh đại quân trực tiếp truyền tống đại trận thất đạo luân hồi qua, không ngờ lại bị Tư Mệnh dùng đại trận thất đạo luân hồi giết ngược trở lại, tàn sát vô số thiên binh thiên tướng trong trận đại truyền tống. Thi thể của thiên binh thiên tướng chất đầy từng khỏa tinh cầu cổ lão phụ cận thần thành thứ 9. Thần ma sau khi chết trận, oán niệm quấy nhiễu vũ trụ cổ lão, oán khí ngưng tụ quấy nhiễu những tinh tú phụ cận, hình thành nên huyết vân huyết vũ, cơ hồ đã hình thành nên một cái tà ác chi địa khác. Mục Tiên Thiên công lâu không được, tâm tình cũng có chút nôn nóng, triệu tập chư đế thượng cổ lại thương lượng nói: giữa thần thành thứ 9 và Tử Vi chỉ có một con đường truyền tống duy nhất thôi. Hiện tại loạt đảng phục khí thị đã chiếm cứ thần thành thứ 9, mà Tiên Thiên Thần Đế với Ma Đế và chẫm không hợp với nhau, không có khả năng nội giáp ngoại công, các vị có đối sách gì hay không? Đám người Bách Thảo Tiên Sinh hai mặt nhìn nhau cũng không thể làm gì. Trường Sinh Đế đột nhiên mỉm cười nói: bệ hạ, Tử Vi chính là do thế giới hoa, một trong 9 đại linh căn thiên địa biến thành, được đại tư mệnh tế luyện biến thành vũ trụ Tử Vi, treo cao trên vũ trụ cổ lão. Phần cuống của đóa hoa này tương liên với vũ trụ cổ lão, thông qua cuống hoa là sẽ có thể tiến vào vũ trụ cổ lão được, không cần đi qua trận đài truyền tống kia. Sắc mặt của Mục Tiên Thiên khẽ động nói: chấm cũng từng nghe nói qua lời đồn đãi này, nghe nói có một con đường có thể đi thẳng tới vũ trụ cổ lão và Tử Vi được, chính là do cuống của thế giới hoa biến thành. Bất quá con đường này cho dù là các đời thiên đế của Địa Ký và Hòa Ký cũng không biết ở đâu cả, không kẻ nào biết cuống hoa này ở nơi nào. Trường Sinh đạo huynh biết được rất nhiều, có biết vị trí cuống hoa này là ở nơi nào hay không? Trường Sinh Đế lên tiếng nói: ta chính là Thánh Dược Thành Đế, đối với linh căn có lực cảm ứng bà chư đế cũng không thể sánh bằng được, ta ngược lại lại có thể suy tính ra vị trí của cuống hoa này. Bệ hạ hãy chờ cho mấy ngày, chỉ cần ta tính ra vị trí của cuống hoa, đại quân sẽ có thể tiến quân thần tốc binh hạ vũ trụ cổ lão được. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại hỉ, không ngừng ca ngợi Trường Sinh Đế, liền ban thưởng vô số. Trường Sinh Đế lập tức thi pháp cảm ứng vương vị cuống hoa của linh căn thế giới hoa. Sau nửa tháng, hắn tính ra được vị trí của cuống hoa, vội vàng tới gặp Mục Tiên Thiên nói: ta đã biết được vị trí của lối đi kia rồi, xin mời bệ hạ đi theo ta. Mục Tiên Thiên lập tức điều binh khiển tướng, dốc sạch đại quân theo chân Trường Sinh Đế đi tới một mảnh tinh vực. Nơi này gọi là Tinh Vân Kỳ Nhị, bình thường hiếm có dấu người, nguy hiểm tầng tầng. Mục Tiên Thiên xuất lãnh đại quân tiến vào trong phiến tinh vân, chuyện quỷ dị không ngừng được phát sinh, thỉnh thoảng lại có sương mù phát tác thôn phệ đại quân thần ma, lại có bẫy dập thời không kỳ dị chẳng biết lúc nào sẽ bùng phát thôn phệ đại quân thần ma, không biết tung tích, không tìm được thi thể. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng nhóm đại quân thần ma không biết tên hành quân trong phiến tinh vân và trong sương mù, y phục thì cổ lão, không biết là đại quân thần ma của thời đại nào. Bọn họ tao ngộ những đại quân thần ma này, hỗn chiến chém giết, sau khi chém chết đối phương, thi thể đối phương lại không cánh mà bay, chỉ để lại thi thể thần ma chiến tử của bên phe chính mình. Nơi này thật sự là vô cùng quỷ dị, cho dù là chư đế thượng cổ cũng chưa từng thấy qua, chưa từng được nghe qua. Một vị đại đế thượng cổ xung phong tiến vào tinh vân dò đường, cuối cùng cũng biến mất, không thấy trở lại. Mục Tiên Thiên hạ lệnh đại quân dừng binh, phái Tả Su Mật xuất lĩnh 800 vạn thần ma đi trước dò đường. Kết quả Tả Su Mật và 800 vạn thần ma một đi cũng không trở lại. Mục Tiên Thiên lại phái thêm mấy chi đại quân nữa tiến vào trong tinh vân, cũng là vô tung vô ảnh. Đang tại thời điểm không biết phải làm sao, đột nhiên phiến tinh vân chợt chấn động, một vị đế quân từ trong phiến tinh vân bay ra, cao giọng nói: đại huynh, rốt cuộc đã gặp được ngươi rồi. Mục Tiên Thiên kinh nghi bất định, chăm chú nhìn kỹ, trong lòng nhất thời đại hỉ. Thái Phùng Đế và Kiều Đông Nữ Đế cũng đều vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên nghênh đón. Chỉ thấy vị đế quân này chính là Lão Thất, trong các anh em kết nghĩa của Mục Tiên Thiên, Ma Toa Đế Quân. Trước đây từng mất tích tại trấn Thiên Phủ, bị thời không ép thành một tờ giấy mỏng manh, không biết tung tích, không ngờ lưu lạc tận tới đây. Huynh đệ gặp nhau, sau một hồi bắt tay mặt mừng, Mục Tiên Thiên mới hỏi: nếu Thất Đế là từ trong Tinh Vân Kỳ Nhị đi ra, vậy ngươi có biết rõ ràng địa hình bên trong hay không? Ma Toa Đế Quân nói: ta bị thời gian lưu vong cuốn vào trong thời không hỗn loạn, một đường bay đi, không biết trôi qua bao lâu, cho rằng sẽ phải chết ở trong thời không loạn lưu kia rồi. Cách đây không lâu, ta đột nhiên rơi vào trong một thông đạo, đã nhìn thấy rất nhiều quái sự, một đường lục lọi tìm kiếm mới đi tới nơi này. Ta vẫn còn nhớ rõ con đường tiến vào. Nhị ca, ta đã rời đi bao lâu rồi vậy? Thái Phùng Đế lên tiếng nói: đã 900 năm rồi. Ma Toa Đế Quân nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, kinh hãi nói: ta ở trong này chỉ trải qua thời gian có 2 năm, vậy mà ở ngoại giới đã trải qua 900 năm rồi sao? Đám người gật đầu. Mục Tiên Thiên hạ lệnh:
Nơi này là địa phương đại tư mệnh tế khởi linh căn thế giới hoa, mở ra vũ trụ tử vi kìa. Tất cả mọi người hãy đi theo sát ma toa đế quân, ngàn vạn lần không được đi sai đường. Đã có ma toa đế quân dẫn đường, ức vạn đại quân thiên đình lập tức xuất động, thâm nhập tinh vân kỳ nhị. Trôi qua mấy ngày, đại quân rốt cuộc đi tới trung tâm tinh vân kỳ nhị, chỉ thấy hình dáng phiến tinh vân này giống như một cái nhị hoa. Địa phương trung tâm quần tinh quanh quẩn có một thông đạo to lớn trống rỗng, không biết là đi thông tới nơi nào. Mấy trăm ngàn chiếc lô thuyền bảo liễn từ từ lái vào trong thông đạo này, chỉ thấy trong thông đạo có quang mang kỳ dị lưu chuyển, lại có kỳ thạch lởm chởm như răng nanh, da thoa loang lổ. Đại quân chậm rãi tiến vào trong đấy, một đường bình an vô sự. Không biết đi bao xa, đột nhiên có một đạo ánh sáng phóng vọt tới, bao phủ vô số đại quân thần ma, ức vạn hùng binh thiên đình không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy bọn họ phảng phất như tiến vào một phiến thời không vô cùng xa xôi. Từng tôn tiên tiên thần ma đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở nơi đấy, cao không thể đo lường, trời sinh đã trưởng khống đại đạo vô cùng cường đại. Đám tiên tiên thần ma này vây quanh một tôn thần vương hoàn mỹ vô khuyết điểm, không phải là nam, không phải là nữ, đang lúc tế khởi một đóa đại hoa. Vô số sinh linh hậu thiên của vũ trụ cổ lão giống như gia súc vậy, không ngừng bị bắt tới. Ức ngàn vạn sinh linh không ngừng biến thành huyết vụ, dung nhập vào trong đóa đại hoa kia, chính là bị đám thần ma cổ lão này huyết tế. Màn thảm trạng này khiến cho trong lòng đại quân thiên đình sợ hãi, chỉ thấy lại có từng đạo, từng tôn tiên thiên thần ma cũng bị áp giải tới. Sau khi cắt đầu tàn sát, cũng ném thi thể vào trong thế giới hoa, bị huyết tế cho thế giới hoa. Mục tiên thiên cũng nhìn tới mức mắt hoa thần mê, thật lâu không thể định thần trở lại được. Đóa thế giới hoa kia trải qua rất nhiều thần vương hắc ám, vô cùng cổ lão tế tự. Dưới sự tế khởi của tôn thần vương đầu lĩnh kia, không gian vô lượng bùng phát, vô số tinh tú chen chúc lao ra, hàng rào thế giới sinh ra, không gian không ngừng mở rộng. Lại có thần vương chủ trưởng không gian, thần vương chủ trưởng thời gian nhao nhao tế khởi đại đạo của chính mình, bổ khuyết vào trong vũ trụ mới. Một lúc sau, vũ trụ tử vi đã sơ bộ hình thành. Nơi này sẽ là địa phương thống trị của chư thần. Thanh âm tôn thần vương đầu lĩnh kia vang vọng, chấn động cả thiên địa. Đúng lúc này, thời gian đột nhiên tan rã, những hình ảnh kỳ dị kia nhao nhao tản đi. Vô số thiên binh thiên tướng kinh nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy một màn vừa rồi đã biến mất không còn. Xuất hiện trước mắt chỉ có vô số cỗ xương khô bị những sợi rễ to lớn quấn lấy, xâu lại cùng một chỗ. Thi cốt nơi này nhiều tới không thể tính toán, không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết ở trong đấy, quả thật là đáng sợ, giống như quỷ vực vậy. Một lúc sau, Mục Tiên Thiên mới chậm rãi nói: làm thần vương phải làm đại tư mệnh. Trường Sinh Đế mỉm cười: bệ hạ, chúng ta đã tới vũ trụ của lão rồi. Trong lòng của Mục Tiên Thiên kẽ động, dẫn người rời khỏi thông đạo này, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy từng khỏa tinh cầu vô cùng của lão phiêu đãng. Bọn họ quả thật là đã tới vũ trụ của lão, hơn nữa còn là cách thần thành thứ 9 không xa lắm. Thông đạo này thật là kỳ diệu, đã biến thiên binh thiên tướng của chấm thành một chi kỳ binh, chẳng biết tại sao lại bị bỏ hoang như vậy. Mục Tiên Thiên không khỏi tán thán, lên tiếng nói: đã có thông đạo này, cần gì đi thông thiên tinh lộ hoặc là thiên hoàng đế đạo nữa đây. Thông đạo này quả thật chính là địa phương mà binh gia tất phải tranh giành. Thái Phùng, người hãy trấn thủ ở nơi này, nhất định phải bảo vệ nơi này thật tốt. Trừ tướng, tấn công thần thành thứ 9 cho chấm nào. Lúc bấy giờ Tư Mệnh đóng quân trong thần thành thứ 9, đang lúc nghiêm phòng tử thủ trận đài truyền tống, đột nhiên nhìn thấy đại quân thần ma vô biên vô tận từ phía sau đánh tới, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói: đại quân thiên đình là từ chỗ nào chui ra vậy? Sắc mặt của đám tướng lĩnh bọn dạ tiên tử cũng kịch biến. Đại quân chủ lực của thiên đình, vậy mà thần không biết quỷ không hay chạy tới sau lưng bọn họ. Một chi quân đội khổng lồ như vậy, cộng thêm chư đế thượng cổ, căn bản không thể chính diện mà đối kháng. Càng huống chi đại quân thiên đình là tập kích bất ngờ, bọn họ không hề phòng bị ở phía sau. Nếu như mạnh mẽ đón đỡ, tất nhiên là một con đường chết. Mau khởi động trận đài truyền tống, tiến vào tử vi. Tư Mệnh quyết định thật nhanh, truyền lệnh xuống: từ bỏ thần thành thứ 9 nào. Trận đài truyền tống của thần thành thứ 9 lập tức toàn diện thôi động, từng chi quân đội không ngừng tiến nhập trận đài truyền tống. Nhưng trận đài truyền tống một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống mấy trăm vạn thần ma tiến vào trong phục tướng quan. Mà trong phục tướng quan vẫn còn có thủ quân thiên đình đang trấn thủ. Đại quân thần ma vừa mới truyền tống sẽ lập tức rơi vào trong vòng vây, tất nhiên là sẽ tử thương thảm trọng. Nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, nếu lại lưu lại tử thủ thần thành thứ 9, tất nhiên sẽ bị Mục Tiên Thiên một lưới bắt gọn, toàn quân bị diệt.
giết tới Tử Vi thì còn một đường sinh lộ. Từng chi đại quân 3.000 lục đạo giới không ngừng tiến vào trận đài truyền tống. Bọn họ chỉ kịp chuyển đi 2 thành binh lực thì 36 lộ đại quân thiên đình đã giết tới dưới thành. Lúc này đại quân lục đạo giới bị truyền tống thuyết phục tướng quan cũng lâm vào kịch chiến, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Tư Mệnh cắn răng thôi động lục đạo thiên luân quát lớn: "Ta sẽ chống đỡ đại quân thiên đình, các ngươi mau đi trước đi." Vừa mới dứt lời, lục đạo thiên luân lập tức gào thét lao ra. Sau một khắc, đã từ trong đầu của thống soái phó xa cùng ngũ sao quân thiên đình mà cắt ra, cắt thân thể vị đế quân kia vỡ nát. Đại quân ngũ sao quân thiên đình lập tức thôi động đại trận thất đạo luân hồi. Trận pháp còn chưa kịp vận chuyển, lục đạo thiên luân đã gào thét chuyển động, vô số bánh răng cắt đứt, huyết nhục bay loạn biến thành bọt máu. Giữa không trung tinh kỳ tung bay phất phới, từng chi đại quân từ hai cánh mà trên dưới giết tới, đều tự vận chuyển đại trận thất đạo luân hồi, đoàn đoàn bao vây Tư Mệnh vào bên trong. Từng chi đại quân tấn công lại bị một mình Tư Mệnh ngăn cản. Nàng nữ phục khi này biến thành chân thân phục khi, con mắt mở ra nhật nguyệt, mi tâm mở ra thần nhãn thứ ba, khắp toàn thân vô số long lân chiếu rọi, đuôi rắn tuần tra tới lui, di chuyển vô tung. Cho dù rất nhiều lộ quân đều tự tập kết mấy ngàn vạn thần ma, tập hợp lực lượng của đại trận thất đạo luân hồi, thế nhưng cũng không thể ngăn cản nàng chút nào, ngược lại còn bị nàng chấn thương đánh chết vô số. Nàng tinh thông công pháp của các đời thiên đế phục hy thị, thần thông vô lượng, lại là một vị đại đế, giết cho các lộ quân mã tới bởi hoa lá, đánh đâu thắng đấy. Nàng di chuyển mạnh mẽ như rồng như mãng, một mình rảo sát các quân. Chiến lực của hoàng tộc phục hy thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người của nàng, không thua kém đám đại đế thượng cổ kia chút nào. Đột nhiên tiếng kèn đô lo vang lên, các lộ đại quân thiên đình giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại từng lộ đại quân bày bố tầng tầng đại trận thất đạo luân hồi, vây khốn Tư Mệnh ở trung tâm cũng không tiến công. Tư Mệnh đình chỉ thôi động lục đạo thiên luân, một mình đứng trên kiện thiên luân thật lớn, từ xa nhìn về phía trước đế liễn trong đại doanh trung quân, thanh âm thanh thúy dễ nghe xa xa chuyển đi: "Mục Tiên Thiên, nếu ngươi đã tới rồi, sao lại không hiện thân gặp mặt đi?" "Khanh vốn là giai nhân, sao lại làm tặc như vậy?" Mục Tiên Thiên đi ra khỏi đế liễn, mẫu thể từ xa nhìn về phía Tư Mệnh, không khỏi tán thán một tiếng nói: "Tiểu cô nương xinh đẹp, Tư Mệnh, người giới binh tại lục đạo giới, tự lập làm đế, khởi sự tạo phán, lại không tự nhìn lại xem tộc ngươi, chỉ còn lại có 2-3 con A Miêu A Cẩu. Cho dù ngươi tạo phản thành công, 2-3 con A Miêu A Cẩu thì làm sao thống trị thiên hạ được đấy?" Nàng châm chọc nói: "Bất quá, ngươi tạo phản ngược lại cấp cho trẫm cơ hội. Trẫm từ rất lâu đã muốn binh hạ vũ trụ cổ lão, thế nhưng tặc nhân phản cốt ngăn cản đường đi của trẫm. Hiện tại trẫm rốt cuộc đã có thể binh lâm vũ trụ cổ, hoàn thành bá nghiệp vô thượng, thống nhất vũ trụ càn khôn. Trẫm vốn nên ban cho ngươi một cái chết toàn thây, tiếc rằng..." Nàng khẽ mỉm cười: "Phục khi trời sinh chính là phản tắc, thiên lý bất dung, dựa theo luận định nhất định phải chết, không có chỗ trốn. Người đâu, giết chết nàng ta." Từng tôn đại đế thượng cổ tóc bạc như cước từ phía sau đế giá đi ra. Đám đại trận thất đạo luân hồi tách ra một con đường để cho đám đại đế lão niên này tiến vào trong vòng vây. "Phục hy!" Ánh mắt một vị đại đế lão niên mở ra, thần quang trong mắt sáng ngời, tự hồ trong cặp mắt nội tàng năng lượng vô lượng, có thể hủy thiên diệt địa được. "Năm xưa lão phu đã từng giết chết vô số phục hy thần tộc, không ngờ vẫn còn sót lại dư nghiệt sống sót như vậy." Vị đại đế lão niên kia cảm khái nói: "Đám gia hỏa này sao lại giống như một đám chuột bọ ruồi nhặng, giết thế nào cũng không chết hết như vậy được, giết không dứt được đấy." Trên mặt của Tư Mệnh mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: "Chư đế thượng cổ sóng vai với ta đánh một trận với chư thần vương, hảo khí vô song, không biết lúc đó đạo huynh đang ở đâu vậy?" Vị đại đế lão niên kia lạnh nhạt nói: "Sao ta lại phải liên thủ với bọn họ mà đối phó với chư thần vương đây? Thiên đế bệ hạ hiện tại anh minh thần võ, bản thân lại là tiên thiên thần ma, sao ta lại phải tạo phản chư thần vương đây? Sao lại phải chủ động chịu chết đây? Ta ngu ngốc như vậy hay sao?" Tư Mệnh mỉm cười nói: "Thần vương xem ngươi là gà chó, là gia súc, mà ngươi không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, tự cho là thông minh, cam nguyện làm gia súc, cho rằng những đạo hữu chủ động hiến thân là ngu xuẩn. Ta thật không biết ngươi có mặt mũi nào để sống trên thế gian cho tới bây giờ đấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình sẽ không bị xem như là gia súc ăn tươi hay sao?" Sắc mặt của đám đại đế lão niên đại biến, cực kỳ không vui, nhao nhao tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lời này của Tư Mệnh vô cùng chu tâm, quả thật chính là trực tiếp tát thẳng vào mặt bọn họ, tát cho ra mặt bọn họ cực kỳ đau rát.
Phục Hy trước giờ vẫn luôn sở trường chiến lược, được xưng là chiến thần, không ngờ tới thời điểm diệt tộc thì lại sở trường miệng lưỡi như vậy rồi. Bách Thảo tiên sinh mỉm cười nói, không cần nói nhiều với nàng làm gì, tiến nàng lên đường là được rồi. Hơn 10 lão giả, lão bà xuất động giết về phía Tư Mệnh. Đại quân còn lại với công thần thành thứ 9, Trường Sinh, Vũ Uy, Ương Tôn, các người thống lĩnh đại quân đánh hạ thần thành thứ 9, tàn sát phản tặc cả thành đi. Mục Tiên Tiên hạ lệnh. Đúng lúc này, đột nhiên hậu quân chợt sao động không thôi. Mục Tiên Tiên và đám người Trường Sinh Đế vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một lộ đại quân từ đằng sau giết tới, mạnh mẽ giết vào hậu phương đại quân Thiên Đình, đánh đâu thắng đấy, dẫn phát nên động tĩnh không nhỏ. Lộ đại quân này là từ đâu tới vậy? Mục Tiên Tiên thoáng ngẩn người. Việc lớn không tốt rồi. Kỳ quan vội vàng bẩm báo nói, bệ hạ, phía sau có một lộ tặc nhân che mặt giết tới, cũng không thông báo lai lịch, một đường tàn sát phía sau đại quân ta. Chủ soái Huyền Qua Bộ, đế quân Sở Nguyên Dụ đã chết trận rồi. Sao? Sở Nguyên Dụ chết trận rồi sao? Mục Tiên Tiên nhất thời giận dữ, ngay sau đấy tỉnh ngộ lại, cười lạnh một tiếng nói, tặc nhân phản cốt quả nhiên đã xuất hiện làm mưa làm gió rồi. Nàng nhìn về phía sau, quả nhiên thấy số lượng chi đại quân thần ma đột nhiên giết tới kia cũng không là bao nhiêu, chỉ có hơn 1 vạn thần ma, nhưng đều là cường giả trong cường giả, ít nhất cũng là tu vi tạo vật chủ, một đường xông thẳng vào trong đại quân. Nhưng trên mặt tất cả mọi người đều đeo một tấm hắc sa che mất khuôn mặt. Hơn 1 vạn tạo vật chủ và đế quân, có thể nói một thơ lấy ra nhiều cường giả như vậy, trong vũ trụ cổ lão ngoại trừ Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế ra, liền chỉ có Trung Nhạc mà thôi. Mục Tiên Thiên nhìn về phía chi đại quân kia, lập tức phát hiện có mấy vị đại đế ẩn nấp trong đấy, trái tim khẽ nhảy lên mấy cái. Tặc nhân phản cốt là có chuẩn bị mà tới, lại mang theo cả chư đế, chẳng nhẽ là muốn ám sát chấm ở nơi này hay sao? Lần này ba tôn chân của nàng đều ở đây, nếu ba thể hợp nhất, chiến lực sẽ càng cường đại không gì sánh được. Thế nhưng cường giả bên cạnh Trung Nhạc cũng tuyệt đối không ít, có 4 tôn thần vương, Táng Linh, Thiên Huyền, Thiên Cơ và Càn Đô. Nếu 4 tôn thần vương này cũng ẩn nấp trong đại quân phản tặc, vậy chỉ cần hơi lơ là một chút, nàng sẽ có khả năng sẽ vẫn lạc, giang sơn đổi chủ. Lần này tới đây đều là đại tướng dưới trướng của hắn cả, không biết tặc nhân phản quốc có đích thân tới hay không đấy. Ánh mắt của Mục Tiên Thiên lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là thời cơ tốt nhất để chém chết hắn ta, không biết có thể tìm được cơ hội này hay không. Đúng lúc này, 1 vạn vị thần ma trên mặt kia đột nhiên cấu thành trận thế, biến thành một tòa đại trận thất đạo luân hồi, rơi vào sau đầu một vị thần ma ở trung tâm chi đại quân, biến thành đạo luân hồi thứ 7. Vị thần ma trên mặt ở trung tâm kia được 1 vạn vị thần ma gia trì, đột nhiên cất bước tiến tới, phóng vọt về phía Mục Tiên Thiên. Những nơi hắn đi qua, toàn bộ đám thiên binh thiên tướng đều bị đánh bay, từng tòa đại trận thất đạo luân hồi giống như bẻ gãy nghiền nát cắt ra vậy, vô số thần ma thiên đình bị nghiền nát. Khí thế của vị thần ma che mặt kia như trường hồng lao thẳng về phía Mục Tiên Thiên, sát khí đằng đằng, thế không thể đỡ. Trong vòng mấy cái hô hấp đã liên tục cắt ra hơn 10 tòa đại trận thất đạo luân hồi, một cỗ đạo ý mạnh mẽ nhắm thẳng vào Mục Tiên Thiên. Sắc mặt của Mục Tiên Thiên đại biến, đứng thẳng người lên, chân thân thần đạo và chân thân ma đạo đột nhiên tương dung với mẫu thể, biến thành 3 đầu 6 tay, 7 đạo quang luân oang xoay tròn ở sau đầu, khí thế nhất thể bạo tăng. Trường đao giơ cao giống như một đạo trường hồng kinh thế chém xuống. Những nơi đạo đao quang đi qua, ngàn vạn thần ma trước mặt Mục Tiên Thiên bị đao chém thành 2 nửa. Cho dù là đế quân cũng không thể chống lại đao ý dập trời ngập đất đang ngập xuống kia. Thật là quyết tâm tạo phản rồi. Mục Tiên Thiên nổi giận quát lớn một tiếng, rồi thét dài rút kiếm nghênh đón đạo đao quang kinh thế kia. Trong khoảnh khắc kiếm quang và đao quang va chạm, sau lưng của nàng đột nhiên có một lão giả phi thân bay ra, lao thẳng về phía gã thần nhân che mặt kia, khí thế ầm ầm bạo phát, kinh thiên động địa, hiển nhiên là tồn tại đỉnh cấp cao nhất trong chư đế thượng cổ. Khí thế của lão giả kia cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không thua kém thần vương thái cổ, thân hình như cầu vồng lao tới, xông thẳng về phía gã thần nhân che mặt kia. Hiển nhiên lão giả này tuyệt đối là một trong 4 vị tồn tại cường đại nhất trong chư đế thượng cổ, là tồn tại có thể sánh ngang với thần vương thái cổ. Mà đao quang của gã thần nhân che mặt kia bị kiếm quang của Mục Tiên Thiên ngăn cản, hoàn toàn không có dư thủ đối mặt với vị đại đế cường đại này. Mắt thấy lão giả kia sắp sửa đắc thủ, đột nhiên trong quang luân sau đầu thần nhân che mặt, 3 tôn thần vương che mặt đồng thời giết ra ngăn cản hắn lại. Gã thần nhân che mặt kia rút đao chém thẳng về phía lão giả kia, sắc mặt lão giả kia khẽ biến, vội vàng lui nhanh về phía sau. Chỉ thấy gã thần nhân che mặt kia căn bản không dây dưa với hắn, rút đao liền đi, viễn đồn bỏ chạy.
Thảo Quang tiên sinh, không cần đuổi theo. Mục Tiên Thiên của lão giả kia lại lên tiếng nói, Tư mệnh quan trọng ơn. Ồ. Nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Tư mệnh vậy mà đã giết ra vòng vây của hơn 10 vị đại đế thượng cổ, lao thẳng về phía thần thành thứ 9, chuẩn bị bỏ chạy. Trong quang luân sau đầu Tư mệnh, một gã nam tử trung niên đang đứng ở nơi đấy, bộ dạng nhàn nhã tản bộ, tiện tay đánh ra từng đạo thần thông, ngăn cản công kích của đám đại đế thượng cổ, giúp nàng đoạn hậu. Khốn kiếp mà. Mục Tiên Thiên đột nhiên giận dữ, hận tới cắn răng nghiến lợi. Đột nhiên nàng nhà lại nhận được tin tức Trung Sơn Thị xuất lĩnh đại quân đã đánh bại Lung Chất Nữ Đế, chiếm lĩnh thiên đình, hiện đã chạy vào trong thiên đình đi làm thiên đế. Cái đám khốn kiếp này. Mục Tiên Thiên giận dữ đến không kiểm chế nổi. Thiên đế nổi giận tuyệt không tầm thường. Nhớ lại lúc trước Mục Tiên Thiên khởi sự lật đổ đế minh, đã trải qua bao nhiêu trận chiến đây, bao nhiêu sinh tử, bao nhiêu mưu kế đây, bao nhiêu là khúc chiết đây. 3 lần vào, 3 lần ra đế tinh, trừ đế minh, chém đế hậu, hàng phục các tộc thiên hạ, đánh nam dẹp bắc, lúc này mới có thể leo lên đế vị. Nhưng hiện tại thì sao đây? Gã thạc nhân phản cốt này một đường điên điên khủng khủng, chạy tới thiên đình, công chiếm thiên đình, phòng ngự trống rỗng, liền xem như đã trở thành thiên đế rồi sao? Nằm mơ đi. Mục Tiên Thiên nghiến răng nghiến lợi. Thật ra phòng ngự của thiên đình cũng không hoàn toàn trống rỗng, vẫn có đại quân mấy ngàn vạn thần ma trú đóng, còn có ngũ phủ, lục công, lục viện trấn thủ. Hơn nữa trên đế tinh còn có các đế tộc lưu thủ. Thời kỳ bình thường cho dù là đại đế cũng khó có thể đánh hạ nổi. Càng huống chi đại quân của Cổ Nhạc còn có Lung Chất Nữ Đế đuổi theo ở phía sau, xuất lĩnh ức vạn đại quân truy sát không buông. Bất quá Mục Tiên Thiên lại biết Lung Chất tuyệt đối không phải là đối thủ của gã Phục Hy Trung Sơn Thị kia. Lung Chất sao có thể là đối thủ của hắn được? Bởi vì gã Trung Sơn Thị kia chính là thân quá khứ của Thiên Thừa Tướng Thiên Đình, mà Lung Chất đã từng là một viên mãnh tướng dưới trướng của Thiên Thừa Tướng. Luận chí mưu, luận hành quân đánh trận, luận trận pháp, Lung Chất đều tu xa không thể địch lại. Về phần Tam Thái Tử Mục Tô Ca và Ngũ Phụ Lục Công Lục Viện lưu thủ trong thiên đình cũng đều xa xa không phải là đối thủ của Thiên Thừa Tướng. Ngũ Phụ Lục Công Lục Viện đều từng là bại tướng dưới tay Thiên Thừa Tướng. Mục Tô Ca lại càng là do một tay Trung Nhạc đào tạo, quanh năm đi theo bên cạnh Trung Nhạc, nghe theo sự điều khiển của Trung Nhạc, đi theo Trung Nhạc học tập lĩnh binh, chiến đấu, thống trị. Trên phương diện trí tuệ và chiến đấu, hắn đều thua kém Trung Nhạc không biết bao nhiêu lần. Về phần đám đế tộc trên đế tinh kia lại càng không chịu nổi. Năm xưa thời điểm Trung Nhạc giúp Mục Tiên Thiên đánh thiên hạ, đã sớm đánh cho đám đế tộc này tàn phế. Hơn nữa Trung Nhạc lại giỏi về liên hoành hợp tung, đám đế tộc trên đế tinh sợ rằng buộc chung lại một chỗ cũng đấu không lại với hắn. Càng huống chi đám đế tộc này chưa chắc đã đấu với hắn, nói không chừng kẻ nào kẻ nấy còn đứng trên đế tinh chỉ mong sao nhìn thiên đình càng loạn càng tốt. Thiên Thừa Tướng của trẫm, ta đoạt thần thành thứ 9 của ngươi, ngươi lại chiếm mất thiên đình của trẫm rồi. Thật không hổ là Dịch Tiên Sinh năm xưa nổi danh khắp thiên hạ. Mật quá, ngươi cho rằng công hạ được thiên đình chính là đã trở thành thiên đế rồi hay sao? Đế chiến tranh đoạt đế vị không đơn giản là như vậy. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, truyền lệnh đại quân chiếm đóng thần thành thứ 9, trong lòng thầm nghĩ, hắn chiếm xào huyệt của ta, lẽ nào ta không thể chiếm xào huyệt của hắn hay sao? Căn bản là không thể. Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, kẻ vừa rồi chạy tới cứu viện Tư Mệnh ám sát Mục Tiên Thiên chính là Trung Nhạc. Gia hỏa này một kích không trúng nhất định sẽ chạy trở về tổ đình. Tổ đình này cực kỳ hung hiểm, gia hỏa này dựa vào chỗ hiểm mà thủ, miệng lúc nào cũng xưng lão thần, thế nhưng thật ra chính là tên khốn kiếp long tinh hổ mãnh. Nếu chính mình mạnh mẽ tấn công tổ đình, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Tiện nghi chiếm cả hai đầu, không hổ là Dịch Tiên Sinh. Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, thiên đình là căn cơ của nàng, không thể bỏ mặc được, bằng không đại quân thiên đình của nàng sẽ là lục bình không dễ, nước không có nguồn. Dù sao thiên binh thiên tướng của thiên đình đều xuất thân từ các tộc thần ma của Tử Vi. Nếu để mặc cho Trung Nhạc chiếm lĩnh thiên đình, sau đó hàng phục các tộc đế tinh, sẽ có thể âm thầm làm tan rã thiên binh thiên tướng của Mục Tiên Thiên, khiến cho quân tâm đại quân của nàng bị tan rã, nhất định sẽ xuất hiện đảo binh đại quy mô. Thừa tướng tốt, ngươi đây là muốn đâm sau lưng chấm một đao hay sao? Quân đội của Tư Mệnh ở trong thần thành thứ 9 đã còn dư lại không bao nhiêu, đại bộ phận đại quân đã chuyển tống tới Phục Tướng Quan. Thủ quân Phục Tướng Quan chống đỡ không nổi, đại quân thần ma không ngừng hiện ra từ trong trận đài truyền tống, không thể không rút đi. Phục Tướng Quan rất nhanh đã thất thủ. Tư Mệnh lập tức chỉnh đốn binh lực, bảo vệ trận đài truyền tống của Phục Tướng Quan, nghiêm phòng tử thủ, tránh cho đại quân thiên đình của Mục Tiên Thiên nhân cơ hội thông qua trận đài truyền tống tấn công. Mục Tiên Thiên cũng không hạ lệnh cho các
quân đoạt lại phục tướng quan, mà là hạ lệnh phân binh để chân thân ma đạo của chính mình xuất lãnh một chi đại quân do đám đại đế thượng cổ, bọn Vũ Diệp đế, Tân Linh đế và Ưng Tôn đế phụ tá, từ thông đạo cung hoa của thế giới hoa quay trở về Tử Vi, chém chết thân quá khứ của Trung Nhạc, đoạt lại thiên đình, ổn định hậu phương. Vô Kỵ tiên sinh, hiện tại chấm đầu đuôi khó bảo toàn, ngươi cho rằng phải làm như thế nào đấy? Mục Tiên Thiên gọi Phong Vô Kỵ tới, lên tiếng hỏi. Phong Vô Kỵ đã biến thành một con chó ngao ba đầu, hắn bị Trung Nhạc dùng đại thần thông luân hồi tẩy đi tất cả thần huyết trên người, hiện tại chỉ có thể dùng hình thái chó ngao mà xuất hiện. Cũng may tu vi của hắn vẫn còn, hơn nữa có được đại não thiên ý, trí tuệ phi phàm, hiện tại đã là một gã đế quân, cách đế cảnh cũng không còn xa nữa, nhưng cũng dần khổ tu rất lâu mới có thể đột phá được. Mục Tiên Thiên xem trọng hắn chính là đại não thiên ý, có được năng lực thôi diễn vô cùng vô tận khủng bố, bởi vậy mới vô cùng xem trọng hắn. Phục Hy hai bút cùng vẽ, chính diện dùng tư mệnh thu hút sự chú ý của bệ hạ, sau lưng lại dùng trung sân thí làm loạn hậu phương của bệ hạ, mà bản thể của hắn thì lại xuất quỷ nhập thần quấy dậy bệ hạ, không ngừng tầm ăn dỗi. Phong Vô Kỵ lên tiếng nói, hiện tại tà đế sắp sửa phục sinh, ở trước mắt thời gian của bệ hạ còn lại không bao nhiêu, chính là lửa xém ngang mày, thần cho rằng bệ hạ hẳn không nên để cho Phục Khí dắt đi, mà hẳn là nên chủ động xuất kích kìa, dụ rắn ra khỏi hang. Ánh mắt của Mục Tiên Thiên sáng lên, mỉm cười nói, ồ, Vô Kỵ tiên sinh dạy ta. Trước bệ hạ cứ tấn công Kim Ô Thị đi. Phong Vô Kỵ tế khởi tinh đồ, vẽ một vòng tròn lớn tại thăng cốc nói, bệ hạ trước hãy tuyên cáo với thiên hạ, cứ nói Kim Ô thần đế phản loạn, đại quân có lý do xuất binh vây khốn thăng cốc, bệ hạ vây mà không đánh, Phục Khí tất nhiên sẽ vì nhà vợ bị đánh mà không thể không cứu, nếu không cứu thuộc cấp hắn sẽ tự ly tâm thôi, hắn phái binh tới cứu, tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu, đã không còn chỗ dựa tổ đình này, hắn sẽ không có bao nhiêu chỗ đáng ngại nữa rồi, bởi vậy thăng cốc chính là tử huyệt của hắn. Mục Tiên Thiên cười ha hả tán thưởng nói, Vô Kỵ hội thiên vương thật không hổ là tiên sinh mà. Phong Vô Kỵ hạ thấp người nói, bệ hạ mưu đồ chính là trường khống thần ma nhị đế, nghịch tặc Phục Khi dùng tiên thiên thần đao tách ra hai đạo thần ma, từ đó kiềm chế tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, nếu như bệ hạ tiêu diệt nghịch tặc Phục Khi tự mình mà thay thế, vậy sẽ có thể nhét vũ trụ cổ lão vào bản đồ đế triều, đây chính là công tích vô lượng. Mục Tiên Thiên gật đầu, đang định nói chuyện đột nhiên có thần tướng báo lại nói, báo bệ hạ vừa mới bắt được một gã mật thám. Mục Tiên Thiên kinh ngạc nói, mau dẫn vào đây. Một lúc sau, thần tướng áp giải một gã thiên thần lên điện, gã thiên thần kia ngẩng đầu kêu lớn, ta không phải là mật thám, ta là người đưa tin của thừa tướng, thay thừa tướng dâng tấu chương lên cho bệ hạ. Mục Tiên Thiên mỉm cười nói, người đưa tin của thừa tướng sao, người đâu, mở trói đi, tấu chương của thừa tướng đâu rồi? Thần tướng lên cười bỏ dây trói, gã thiên thần đưa tin kia vội vàng dâng tấu chương lên, không người cười bồi nói, bệ hạ, thừa tướng suốt đêm soạn tấu chương vì đế triều đã vô cùng vất vả, vô cùng khổ cực. Chậm biết rõ hắn rất khổ cực, không cần ngươi nhiều lời. Mục Tiên Thiên phất phất tay mở tấu chương ra, dự định nhìn một chút xem Trung Nhạc có lời gì muốn nói, nhưng khi hắn nhìn thấy tấu chương không khỏi thoáng giật người, lật qua lật lại mấy lần vẫn không cách nào xem hiểu, liền ném tấu chương xuống, giận quá hóa cười mà nói, thừa tướng đây là viết cái gì vậy? Phong Vô Kỵ vội vàng tiến lên nhặt tấu chương lên nhìn lại, nhất thời cũng ngẩn ra, chỉ thấy trên tấu chương không có bất cứ văn tự gì, chỉ có một đám đồ án như một tấm bùa vẽ quỷ vậy, đám đồ án kia còn đang không ngừng biến đổi, không có bất kỳ quy luật gì cả. Bệ hạ, đây là tàn thiên của thiên đạo đồ, là một bộ phận của thiên cơ đồ. Phong Vô Kỵ thật ra là nhận ra đám đồ án này, hắn nói, thừa tướng ngẩn giấu lời muốn nói vào trong thiên cơ đồ, nói rằng bệ hạ, lão thần đối với bệ hạ trung thành tận tâm, Kim Ô thần đế tuy là nhạc phụ của ta, thế nhưng cũng không thể không phân pháp bất vị thân được. Bệ hạ, Kim Ô thần đế muốn tạo phản. Mục Tiên Thiên ngạc nhiên, Phong Vô Kỵ cũng là ngạc nhiên. Mục Tiên Thiên có chút suy nghĩ nói, gian tặc này đoán được ta muốn đối phó với Kim Ô thần đế, lẽ nào lại định dùng tấu chương này khiến cho chấm không dám hạ sát thủ với Kim Ô thần đế hay sao? Bất quá, sao hắn lại đột nhiên ẩn giấu lời mình muốn nói vào trong thiên cơ đầu như vậy? Đây là dụng ý gì đấy? Chẳng lẽ là nói thiên cơ không thể tiết lộ hay sao? Thiên cơ đồ quả thật có thể ẩn giấu tin tức cực sâu, không tinh thông thiên cơ đồ không cách nào phá giải ảo diệu bên trong được. Đột nhiên trong lòng của nàng
chợt nghiêm nghị, nhất thời minh bạch dụng ý của Trung Nhạc. Bảo hổ lột da sao? Nàng liếc nhìn Phong Vô Kỵ một cái, trong lòng thầm nghĩ: giảo hoạt, quả nhiên giảo hoạt, chậm suýt chút nữa đã trở thành đao nhỏ của Thiên rồi. Hắn có thể nhìn thấu ảo diệu của Thiên Cơ Đồ, tự nhiên là con cờ của Thiên. Chậm suýt chút nữa đã trúng chiêu của Thiên rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên không khỏi có một loại cảm giác vô lực. Vị tiên sinh duy nhất có thể đối địch với Trung Nhạc bên cạnh chính mình lại là con cờ của Thiên, mà Trung Nhạc hết lần này tới lần khác lại là Thiên Thừa Tướng, xấu chảy mủ, lại có tư mệnh không ngừng tắc loạn. Chính mình vị thiên đế này làm quả thật cũng rất bất ức. Nếu nghe theo mưu kế của Phong Vũ Kỵ, chính là kết cục lưỡng bại câu thương với Trung Nhạc, sẽ tiện nghi cho Thiên. Đợi tới lúc tà đế phục sinh, Thiên sẽ có thể ung dung trưởng khống vũ trụ của lão. Nếu không nghe theo mưu kế của Phong Vũ Kỵ, Mục Tiên Thiên làm sao có thể thống nhất vũ trụ của lão được đây? Thật sự phải đánh qua tư mệnh để trở về tử vi hay sao? Nàng cực kỳ không cam lòng. Tấu chương của thừa tướng, tấu thật tốt à? Các ngươi đều lui ra cả đi, chấm phải suy nghĩ một chút xem, suy nghĩ cẩn thận một chút xem. Mục Tiên Thiên phất phất tay, đám người nhất thời lui xuống. Mục Tiên Thiên hai tay chống cằm, có chút khó có thể quyết định. Trung Nhạc đã chỉ ra cho nàng Phong Vũ Kỵ là con cờ của Thiên, lại không chỉ ra cho nàng biện pháp giải quyết, rõ ràng là ném cái nan đề này cho nàng, để bản thân nàng tự mình đau đầu, quả thật là đã rất đáng giận. Mà tin vào lời nói của Phong Vũ Kỵ chính là bảo hộ lột ra. Một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng, lưu lại chân thân thần đạo của chính mình xử lý chính vụ. Mẫu thể thì lại đi ra thần thành thứ 9, không có mục đích dạo chơi khắp nơi, suy tư làm cách nào để giải quyết nan đề. Tinh không vũ trụ của lão bắt ngát vô biên, Mục Tiên Thiên nhàn nhã tản bộ, đi loạn ở khắp nơi, trong lúc bất chi bất giác đã cách thần thành thứ 9 càng lúc càng xa. Một ngày này, Mục Tiên Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết từ lúc nào vậy mà đã đi tới tinh vực phụ cận tổ đình, trong lòng có chút sợ hãi, đang định rời khỏi, đột nhiên chỉ thấy một chiếc cổ thuyền từ xa xa bay tới, không khỏi ngẩn người ra. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc cũng ngẩn người, hai người cơ hồ cùng một lúc phục hồi tinh thần lại, da đầu có chút tê dại, trong lòng theo phản xạ mà muốn đào tẩu. Đột nhiên Mục Tiên Thiên chợt tỉnh ngộ lại. Chậm cần gì phải đào tẩu đấy, cái tên khốn kiếp trở đánh kia không phải là đối thủ của ta mà, ta cần gì phải cháy. Trung Nhạc cũng dừng thiên dực cổ thuyền lại, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tổ đình đang ở phụ cận, ta cần gì phải đào tẩu. Thiên dực cổ thuyền chậm rãi bay tới, Trung Nhạc lên tiếng mời thỉnh. Hiếm thấy bệ hạ đi tới Hàn Xá, sao không vào ngồi chơi một chút đi. Mục Tiên Thiên tự nhiên hào sảng bước lên thiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói: lên thuyền của ngươi ngồi một chút ngược lại là có thể, về phần vào sào huyệt của ngươi ngồi chơi một chút vẫn là miễn đi. Trung Nhạc đang định làm lễ quân thần, Mục Tiên Thiên đã khoát tay nói: miễn đi, ta và ngươi chỉ còn thiếu mỗi một việc công khai triệt để trở mặt với nhau, không cần lại chú ý những lễ nghi phiền phức làm gì. Trung Nhạc cười cười hỏi: sao bệ hạ lại tới chỗ này của ta như vậy? Là bất chi bất giác đi tới nơi này. Mục Tiên Thiên thản nhiên nói: sau khi chấm nhận được tấu chương của ngươi, trong lòng có chút mê man, không biết con đường phía trước phải làm sao mà tiếp tục đi tiếp đây, bất giác có chút thất thố, một đường dạo chơi khắp nơi. Trong lúc vô tình ta đã đi tới chỗ của ngươi, có lẽ trong lòng ta người vẫn còn là một vị dịch tiên sinh có thể trông cậy kia được. Hiện tại ta lại gọi ngươi một lần dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, ngươi có kế sách gì có thể dạy ta hay không? Phải làm cách nào mới có thể mở ra cục diện căng thẳng trước mắt đây? Trung Nhạc thoáng trầm ngâm trong chốc lát nói: bệ hạ còn nhớ rõ sơ tâm của chính mình hay không? Mục Tiên Thiên khẽ giật mình, Trung Nhạc tiếp tục nói: bệ hạ tranh đoạt vị trí thiên đế này, sơ tâm là vì cái gì? Là vì quyền lực vô biên vô tận, hay là vì hùng tâm thống trị thiên hạ đây? Hay chẳng qua là vì cảm thấy đáng giá để mà làm, hoặc là làm thiên đế chỉ là kỳ vọng của hắc đế đối với bệ hạ, hoặc là vì nguyên nhân nào khác đây? Mục Tiên Thiên tinh tế xem xét nội tâm của chính mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: ta muốn làm thiên đế thật ra là vì muốn bình định thần ma đại loạn. Từ lúc vũ trụ mở ra cho tới nay, thần ma vẫn luôn bất lưỡng lập. Từ trước tới nay, rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra đều là vì thần ma tranh đấu với nhau cả. Ta từng trải qua thần ma đại loạn sau khi thời đại địa kỳ kết thúc đi, tràng cảnh cực kỳ huyết tinh, dân chúng lầm than. Vì vậy ta muốn giải quyết triệt để tranh chấp giữa thần và ma. Tà thần mang cả thần đạo và ma đạo, lại có tà đạo dùng để trung hòa thần ma. Bởi vậy ta muốn dùng thân phận thiên đế để thống nhất vũ trụ cổ lão, khiến cho tiên thiên thần đế, ma đế phải làm triều thần của ta, sẽ có thể điều hòa thần ma được. Vậy hiện tại bệ hạ còn có loại sơ tâm này nữa hay không?
Trung Nhạc tiếp tục hỏi. Toàn thân của Mục Tiên Thiên khẽ chấn động, ngay sau đấy khôi phục lại như thường. Nàng lạnh nhạt nói: "Đó bất quá chỉ là suy nghĩ chưa thành thục của ta năm xưa mà thôi. Hiện tại suy nghĩ của ta đã thành thục rồi. Ta muốn chính là làm một vị đại đế của thiên chân chính, một vị chân đế thống trị hoàn vũ kìa." Nàng nhẹ giọng nói: "Vũ trụ này đã trải qua không biết bao nhiêu đời đại đế rồi, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại, khai sáng ra như đại toái, cường đại như Phục Môn Đạo Tôn, vĩnh hằng như thần vương, siêu nhiên như đạo thần, thần thông như thiên, thế nhưng cũng đều không thể thống trị thiên địa một cách ngắn rõ ràng được. Mà ta muốn làm vị thiên đế có thể thay đổi trời đất này được. Chuyện mà bọn họ không làm được, để ta tới hoàn thành." Ngữ khí của Trung Nhạc trở nên kính trọng nói: "Không ngờ bệ hạ lại có phí lực như vậy. Chúng ta không hỏi sơ tâm mà hỏi bản tâm. Xin hỏi bệ hạ, lời nói vừa rồi có phải là bản tâm của bệ hạ hay không?" Mục Tiên Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên bật cười lắc lắc đầu nói: "Tự nhiên là không phải. Có lẽ trước đây ta từng có ý nghĩ này, nhưng hiện tại chấm đã không còn loại tâm tính đó nữa rồi. Chấm ngồi lên vị trí này, ức vạn ngàn chúng sinh quỳ giáp ở trước mặt của chấm, dập đầu chiều bái chấm. Loại cảm giác khiến cho ức ngàn vạn thần ma thần phục, chúng sinh thần phục này, người căn bản không cách nào tưởng tượng được. Cảm giác nắm giữ sinh mệnh của ức vạn ngàn thần ma và chúng sinh ở trong tay, cảm giác nắm quyền lực trong tay, người chỉ cần cầm nắm rồi cũng sẽ không thể nào lại bung ra được nữa rồi. Chấm khát vọng càng nhiều quyền lực hơn, khát vọng cương vực càng lớn hơn, khát vọng sự nghiệp vĩ đại càng kinh thế hơn. Chấm muốn làm chúa tể của hết thảy mọi thế giới." Thanh âm của nàng càng lúc càng cao, vang vọng vang dội, đột nhiên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi: "Dịch tiên sinh, ngươi hỏi sơ tâm của chấm, hỏi bản tâm của chấm, chấm cũng đều đã không giữ lại chút nào mà nói cho ngươi biết rồi, không có nửa chữ nói dối ngươi. Vậy bản tâm của Dịch tiên sinh là cái gì? Sơ tâm là cái gì?" "Sơ tâm của ta là báo thù, báo phục." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cũng không giữ lại chút nào, thản nhiên nói: "Hai chữ báo phục này, báo là báo thù, phục là khôi phục. Ta muốn báo mối thù của tộc ta, khôi phục vinh quang kéo dài 73 vạn năm của tộc ta. Về phần bản tâm của ta cũng vẫn là báo phục thôi." Sắc mặt Mục Tiên Thiên khẽ động, lên tiếng nói: "Tiên sinh vậy mà bản tâm không đổi, sơ tâm chưa rời, vẫn như trước đây, khiến cho ta bội phục không thôi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bệ hạ đã trải qua thời gian 10 vạn năm tẩy rũa, sơ tâm đã thay đổi cũng là bình thường. Nói không chừng sau khi ta trải qua 10 vạn năm ngăn trở, sơ tâm cũng đã thay đổi thì sao?" Mục Tiên Thiên mỉm cười: "Không cần tới 10 vạn năm đâu. Nếu ngươi có thể ngồi lên vị trí này của chấm, ngươi liền sẽ bị quyền lực to lớn trùng kích ngươi. Lúc đó ngươi sẽ liền thay đổi sơ tâm, thay đổi bản tâm của ngươi." Trung Nhạc cười ha ha, tiếng cười từ từ rơi xuống, đột nhiên thay đổi chủ đề nói: "Vừa rồi bệ hạ hỏi ta có cái sách gì để có thể dạy bệ hạ, vậy ta sẽ cả gan nói thẳng. Bệ hạ muốn giải quyết được cục diện căng thẳng trước mắt này, không ngại lập tức khai hoàn hồi chiều, trở lại tử vi, yên yên tĩnh tĩnh ở trong tử vi làm thiên tử, khoanh tay nhìn trận tranh đấu giữa ta và thiên. Đợi tới lúc ta và thiên lưỡng bại câu thương, bệ hạ một lần nữa xuống vũ trụ của lão này, bình định đại cục." Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, ngữ khí không vui nói: "Ngươi bảo chấm tiếp tục làm thiên tử hay sao? Bảo chấm tọa sơn quan hồ đấu ư? Dịch tiên sinh, ngươi vẫn là không nói thẳng với ta rồi. Ngươi hẳn là biết được, tiên thiên thần đế và ma đế có thể khoan nhượng ngươi là vì ngươi nhỏ yếu, không uy hiếp được bọn họ, không thể thống trị bọn họ. Nhưng thiên có năng lực này, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ với ngươi, cùng nhau đối kháng với thiên. Dịch tiên sinh, ngươi quá xem thường ta rồi." Trung Nhạc chân thành nói: "Bệ hạ, nếu ngươi vẫn xem trọng chí mưu của ta, vậy thì hẳn nên nghe ta, thậm chí còn có thể càng tiến thêm được một bước kìa. Sau khi trở về tử vi, lập tức tuyên bố thoái vị, không làm thiên đế nữa kìa. Lúc đó đế vị trống rỗng, ta tất nhiên sẽ đi tranh đoạt. Nếu ta gia nhập tranh đoạt đế vị, thân phận phục khí tất nhiên sẽ lan truyền ra, biến thành công địch của cả thiên hạ. Bệ hạ vô sự, một thân nhẹ nhàng, sẽ có thể ung dung âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ. Tới lúc đấy bất luận ta thắng hay là bại, thiên hạ đều sẽ bị ta đánh thành một đống hỗn loạn đến không chịu nổi. Mà lúc đó bệ hạ sẽ có thể đông sơn tái khởi, dùng lực lượng tích lũy trong những năm này mà quật khởi, ngăn cơn sóng dữ, xuất thủ chu diệt ta. Tới lúc đấy lực lượng của bệ hạ đã đủ để chống lại thiên, thần ma nhị đế, thậm chí là hắc đế, bạch đế kìa. Muốn thu lấy vũ trụ của lão cũng không thành vấn đề gì cả. Đây chính là kế vương bá." Sắc mặt của Mục Tiên Thiên đại biến, phất đống tay áo đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói: "Lần này ta tới đây vẫn xem ngươi là Dịch tiên sinh như trước đây. Thật không ngờ
ngươi lại đùa bỡn cảm tình của chấm như vậy? Người đây không phải là kế vương bá, mà là kế ba ba. Bảo chấm giống như tương vương, là một con rùa đen rút đầu. Ngươi thật sự muốn đế vị của chấm đến như vậy hay sao? Hai tay Trung Nhạc nhét vào trong ống tay áo, hờ hững nói: xin bệ hạ nghĩ lại. Mục Tiên Thiên dâng trào sát khí mãnh liệt, Trung Nhạc lại không chút cử động, lạnh nhạt nói: bệ hạ, nếu ngươi không dựa theo cái sách của ta mà làm, sẽ có nguy cơ tới tính mạng. Ngươi làm theo cái sách của ta, tương lai ngươi chắc chắn tại thời điểm ta nguyên khí tổn hao mà chiến thắng được ta. Nếu Tử Quang vẫn còn, sẽ vì cái sách của ta mà vỗ tay tán thưởng kìa. Trên mặt Mục Tiên Thiên thanh khí lợn lờ, quát lớn: cầm miệng, ngươi còn mặt mũi nhắc tới Tử Quang hay sao? Trung Nhạc thở dài một tiếng, vắng lặng nói: nếu Tử Quang vẫn còn, hiện tại nhất định sẽ rất thú vị. Ta và hắn sẽ có thể đấu một trận vô cùng đặc sắc, cho dù có thất bại cũng có thể thỏa mãn một đời. Thật đáng tiếc, người xưa đã mất rồi. Ta đấu với bệ hạ chỉ giống như người trưởng thành đánh nhau với trẻ con mà thôi, không tốn bao nhiêu sức lực, quả thật khiến cho ta vô cùng thổn thức mà. Sắc mặt Mục Tiên Thiên kịch biến, cao giọng quát lớn: Thảo Quang tiên sinh ở đâu? Bệ hạ, Thảo Quang đã tới chậm. Một đạo thanh âm dày nặng vang lên, đế uy bùng phát ngập trời, chấn động tinh không. Vị đại đế lão niên có thể sánh ngang với thần vương thế cổ kia xuất hiện, đứng sừng sững trong tinh không sau lưng Mục Tiên Thiên, thân thể nguy nga đáng sợ. Vị đại đế lão niên này chính là một trong những tồn tại đỉnh cấp trong chư đế thượng cổ. Thời đại Phục Môn Đạo Tôn đã sản sinh ra vô số nhân tài tuyệt đỉnh, trong đó cũng có một số tồn tại thành tựu chỉ thua kém Phục Môn Đạo Tôn một bậc. Kẻ này chính là kẻ xuất sắc trong số đấy, thực lực đế cảnh viên mãn, hoàn toàn có thể sánh ngang Mẫu Hoàng đại đế. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng nói: bệ hạ không cần ra vẻ bức người như vậy, vẫn là lui trở về đi thôi. Thần thành thứ 9 cách tổ đình ta quá gần, bệ hạ đóng quân tại thần thành thứ 9 nhất định là phải cẩn thận đề phòng ta kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 325 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 326 ngay sau đây.